Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 4 tháng 4, tức là ngày 26 tháng 2 âm lịch, là ngày Tết Thanh Minh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Tết Thanh Minh từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ lớn gắn liền với đạo hiếu nghĩa. Trong ngày này thì ngoài sắp cơm cúng gia tiên thì mỗi gia đình thường có tục đi tả mộ để con cháu hướng về tổ tiên cội nguồn và tưởng nhớ những người thân đã khuất. Tết Thanh Minh là phong tục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và được mỗi gia đình, mỗi dòng họ duy trì từ lâu. Vào ngày này, tại các nghĩa trang, không chỉ người cao tuổi mà các gia đình còn đưa con cháu đến các phần mộ của gia đình, cùng dọn dẹp, thắp hương tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Để cho con cháu biết những phần mộ tổ tiên, sau là để giáo dục đạo hiếu cho con cháu. Nếu như Tết Nguyên Đán là dịp để sum họp của mỗi gia đình, thì Tết Thanh Minh là dịp để sum họp của mỗi dòng họ. Trong sự phát triển của đời sống hiện đại ngày nay, nét văn hóa đó vẫn luôn được gìn giữ và phát huy đối với mỗi thế hệ người Việt.